Kính thưa cô bác, anh chị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 12 giờ Mỹ, anh trai cố nghệ sĩ Chí Tài thay mặt gia đình thông báo cho cốt nam Danh Hải đã an vị tại nghĩa trang Holy Sepulchre Cemetery, gần với ngôi nhà của nam Danh Hải và ca sĩ Phương Loan. Trên trang cá nhân, anh ruột nghệ sĩ Chí Tài đã chia sẻ loạt ảnh trong lễ an vị của người em quá cố kèm dòng chia sẻ: "Em đã đến nơi chốn bình yên trong vòng tay yêu thương của Chúa." Có thể thấy ca sĩ Phương Loan, tức chị Bé Heo, là người ôm cho cốt và tự tay đặt chồng vào nơi an vị. Gương mặt và ánh mắt chị Bé Heo vẫn còn nét buồn thấy rõ trong suốt buổi lễ, chị luôn được người nhà cận kề và động viên. Sau buổi thánh lễ, ca sĩ Phương Loan đứng lặng lẽ và nhìn thật lâu vào tro cốt của chồng, khiến ai nấy chứng kiến đều vô cùng xót xa.